là Hồ Thị Bích Hạnh, luật sư di trú của công ty IST. Ngày hôm nay Hạnh sẽ nói về đề tài đó là các vấn đề hay nảy sinh khi sau khi đã nộp visa hôn nhân bạn đời Úc. Vấn đề đầu tiên đó là đã sống chung với nhau và đã nộp hồ sơ nhưng mà chưa ra cái visa tạm, nhưng có một giai đoạn chia tay, tức là lúc đó có một hai người có giận dỗi và có nói rằng thôi ngừng hồ sơ. Nhưng mà và người bảo lãnh cũng gửi thư lên Bộ Di trú nói rằng là mối quan hệ không tồn tại nữa, và hai người đó không có con chung. Thì vấn đề đó sau đó hai người lại làm lành, thì cái vấn đề mà hi visa nó sẽ như thế nào? Thì các bạn thân mến, miễn rằng là thì tiến trình là như thế này: sau khi người bảo lãnh điện thoại hoặc là email lên Di trú thông báo rằng mối quan hệ không tồn tại nữa, nếu như hai người lại sau đó làm lành thì Bộ Di trú chắc chắn sẽ gửi cho các bạn, cái người xin visa, một cái thư yêu cầu giải trình nói rằng là mối quan hệ không tồn tại nữa, thì họ sẽ có ý định là họ sẽ từ chối cái visa của người đó. Nhưng mà nếu như các bạn chưa có chia tay, các bạn lại làm lành, thì các bạn có thể trình bày với Bộ Di trú, và nếu như mà lý do đó thuyết phục thì Bộ Di trú có thể là bỏ qua cái lần mà cái thư mà người bảo lãnh đã nói là rút hồ sơ đó các bạn. Thì các bạn thân mến, miễn sao mà Bộ Di trú chưa có ra cái tờ là withdrawal, tức là cái tờ cho rút, thì các bạn hồ sơ đó vẫn được tiếp diễn và vẫn được xét như các bạn. Thì Hạnh đã kinh qua những cái trường hợp đó rồi, cho nên là nếu các bạn gặp phải những cái trường hợp như vậy thì các bạn có thể liên lạc với công ty của Hạnh nhé. Vấn đề thứ hai đó là có người thứ ba khi đang bảo lãnh visa. Các bạn thân mến, là có nhiều cái người nộp visa, tức là đương đơn đó, được bảo lãnh đó, người ta nghĩ rằng nếu cái người bảo lãnh họ ngoại tình hoặc có một mối quan hệ với người thứ ba, thì nếu như họ thông báo cho Di trú thì Di trú sẽ thương họ, và nói chung là không có từ chối visa của họ mà lại là đứng về phía họ. Nhưng mà không phải các bạn ha. Nếu các bạn thông báo cho Di trú biết rằng người bảo lãnh bạn có một người thứ ba, thì chắc chắn là bạn sẽ rớt cái visa, bởi vì Bộ Di trú chỉ quan tâm là mối quan hệ đó còn tồn tại hay không khi họ đang xét duyệt. Khi họ chưa ra visa mà mối quan hệ đó tan vỡ bởi vì cái người, hoặc là chưa tan vỡ nhưng mà người thứ ba, người bảo lãnh bạn ngoại tình, thì họ xem như là mối quan hệ của bạn là không có exclusive, tức là không có duy nhất, tức là hai người không có mối quan hệ hôn nhân duy nhất. Như vậy thì Bộ Di trú sẽ từ chối cái đương đơn xin visa và từ chối cái bộ hồ sơ visa đó nhé các bạn. Cho nên các bạn cũng phải cẩn thận khi mà trước khi quyết định thông báo cho Di trú biết là hoàn cảnh của gia đình mình khi dính đến người thứ ba nha các bạn. Điều kiện, cái câu thứ ba, cái trường hợp thứ ba đó là chia tay khi chưa có visa mà cái người kia bảo hành mình, thì các bạn có thể tìm hiểu cái video về visa hôn nhân và có trường hợp bảo hành mà Hạnh đã nói rất là nhiều cái video với các bạn, thì các bạn có thể tìm hiểu. Thì câu trả lời ngắn gọn đó là nếu bạn chứng minh được là cái sự bảo hành đó là có thật, thì bạn cho dù là mối quan hệ tan vỡ và khi lúc đó bạn chưa có visa tạm, thì Di trú vẫn xét lên visa tạm cho bạn và cho bạn cái visa thường trú đi nhé các bạn. Nhưng mà bạn phải chứng minh là sự bảo hành đó là có thật. Tiếp theo nữa là chưa có ra visa nhưng mà có con chung và chia tay. Thì như Hạnh đã nói trong những cái video trước đó, là nếu như bạn chia tay, chưa có visa tạm nhưng có con chung, thì nếu bạn ở trên đất Úc, tức là bạn nộp visa 8-20 lần các bạn nha, thì bạn sẽ được xét lên thường trú. Nhưng mà nếu như không may bạn có con chung nhưng bạn nộp visa 309, tức là bạn đang ở trên Việt Nam, đất Việt Nam, bạn không ở nước Úc, mà cái chuyện là chia tay nửa chừng khi bạn chưa có visa tạm, thì hồ sơ của bạn sẽ bị từ chối, bạn không được cấp visa cho các bạn. Cho nên đó là lý do rất nhiều người khách hàng của Hạnh và rất nhiều khách hàng khác, của những cái luật sư khác, họ qua Úc để họ nộp visa 820, là bởi vì khi mà mình nộp visa trên đất Úc thì mình có nhiều quyền lợi hơn so với khi mình nộp visa khi mình đang ở Việt Nam nha các bạn. Và một trong những cái lý do lớn nhất đó là nếu có con chung mà có sự chia tay, thì bạn ở
Trên đất Úc, bạn sẽ được ở lại Úc, bạn sẽ được visa thường trú. Còn nếu có con chung mà chia tay mà bạn đang ở trên Việt Nam hay là một cái nước nào đó không phải Úc thì bạn không có được cái gì hết các bạn ha. Bạn sẽ không có visa Úc. Đó. Và tiếp theo nữa là khi đang được bảo lãnh giữa chừng chưa ra visa, người bảo lãnh đi tù thì làm sao? Thì các bạn thân mến, nếu người bảo lãnh đi tù thì người bảo lãnh đã không đạt chuẩn là có người có nhân phẩm tốt. Như vậy thì cái hồ sơ của bạn có thể bị từ chối được các bạn. Và trường hợp cuối cùng đó là người bảo lãnh mất khi mình chưa có visa. Thì điều này thì không có sao hết. Nếu như mà bạn ở trên đất Úc và bạn đang có visa bất cầu, bạn chưa có visa tạm luôn, nhưng người bảo lãnh nửa chừng mất, thì bạn nếu bạn vẫn chứng minh được là mối quan hệ trước khi người đó mất là một mối quan hệ chân thật, thì người ta sẽ cho bạn di trú, sẽ cho bạn cái visa thường trú. Và tương tự như hành cái trường hợp mà có con chung đó các bạn, thì nếu như mà hồ sơ của bạn nộp khi bạn đang ở Việt Nam thì giữa chừng người bảo lãnh mất thì bạn sẽ không có gì cả, bạn sẽ không có visa đâu các bạn. Đó là sự khác biệt rất là lớn đối với những hồ sơ nộp trên đất Úc và những hồ sơ nộp ngoài đất Úc đó các bạn. Cho nên là cái lần cuối cùng Hạnh có thể khuyên là các bạn có thể tìm cách để mà qua Úc để mà các bạn nộp cái visa 820 thì rất là tốt rồi các bạn. Nhưng mà dĩ nhiên không phải ai cũng đạt cái điều kiện chuẩn để có visa du lịch. Cho nên là Hạnh cũng hy vọng là nhất là các bạn có con chung thì bạn hãy nên nộp đơn visa khi bạn đang ở trên đất Úc. Nếu có thể như các bạn thì các bạn hãy thử cái visa du lịch trước ha. Và trên đây là những vấn đề mà hay liên quan đến hồ sơ visa hôn nhân bạn đời Úc sau khi mình nộp visa. Và Hạnh hy vọng là video clip này đã giúp cho các bạn một chút về kinh nghiệm nộp visa Úc và thông hiểu một tí về luật di trú Úc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và các bạn có thể subscribe kênh channel của Hạnh để nghe thêm những cái video liên quan về di trú Úc các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc các bạn một ngày mới tốt lành.